nguyện cho tăng Đức Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Trong những cái môi trường mà tu tập ấy, thì cái chữ chánh niệm là sẽ được gắn ở khắp mọi nơi. Chỗ nào chữ chánh niệm, chữ chánh niệm. Nhưng mà mọi người có giữ được chánh niệm không? Mọi người có liên tục giữ chánh niệm không? Như vậy thì chánh niệm có quan trọng, rất là quan trọng. Tất cả đối với tất cả các pháp môn tu, chánh niệm rất là quan trọng. Tại sao thế? Bởi vì cái tâm của mình nó hay niệm cái gì? Nó hay niệm cái điều chân trái nhau. Mà nó hay cứ niệm những cái tạp niệm ấy, sang này. Chính vì cái tâm mà nó cứ hay suy, nó hay tưởng nhớ đến những cái chuyện mà nó không tốt ấy. Thì nó sẽ một thời gian nó sẽ trở thành thói quen. Cái thói quen đấy nó làm cho cái tâm bị cấu quế, cái tâm đấy nó sinh ra phiền não. Cái tâm đấy là cái tâm nhiễm ô mà nó sẽ không có thể phát triển được cái tuệ giác, không phát triển được giác ngộ được. Cho nên là cần phải hướng cái tâm đến tưởng nhớ đến một cái điều tốt. Niệm có nghĩa là ghi nhớ. Tâm mình luôn luôn phải ghi nhớ một cái gì đó thì đấy là niệm. Và mình ghi nhớ một cái gì đó mà nó khởi lên cái tâm bất thiện thì nó là tà niệm. Ghi nhớ một cái gì đó mà nó khởi lên những cái tâm thiện thì đó là chánh niệm. Như người mà hành thiền hơi thở ấy, luôn luôn phải giữ chánh niệm trên hơi thở, giữ chánh niệm trên hơi thở ấy cũng là chánh niệm. Nhưng mà có phải lúc nào tâm mình nó chỉ nghĩ đến hơi thở không? Nó nghĩ đủ mọi thứ trên đời. Có khi là một cái búng phong tay nó bạn nó đã trở, nó đã có vô số cái niệm là cái tâm nó niệm đủ mọi thứ trên đời luôn. Tức là nó tưởng nhớ cái này tí như cái kia một tí, nó rất là nhanh, những cái niệm của tâm nó rất là nhanh. Và nếu ai mà biết cách duy trì phát triển cái chánh niệm thì người đó sẽ phát triển được cái tâm thanh tịnh của mình. Cái chánh niệm này đối với nó có thể làm cho mình phát triển được tất cả các cái thiện, cái tâm thiện, cái tâm, tất cả các tâm thiện đều nhờ chánh niệm mà ra. Nếu mà cái người nào mà cái chánh niệm mà yếu, người nào mà tu tập có chánh niệm yếu thì là cái tâm nó, cái tạp niệm nó cứ năng xăng, nó cứ xiên năng xen tạp vào, là cái người đấy sẽ rất khó có thể tu được cái pháp nào mà thành tựu. Còn người nào mà có chánh niệm mạnh thì mình có thể thực hành được tất cả các pháp mà nó đi đến cái sự thành tựu được. Ví dụ người mà hành thiền, nhất là đối với những cái người mà đang thực hành những cái pháp thiền thì chánh niệm là yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì chánh niệm nó cũng thuộc vào một trong những cái pháp của thiền định. Nên lúc nào mình tưởng nhớ đến một cái đề mục, một cái pháp môn để tu tập, lúc đấy là chánh niệm. Nếu mình duy trì được cái đề mục đấy, duy trì được cái chánh niệm đấy liên tục thì nó sẽ phát triển vào chánh định, và từ đó nó sẽ phát triển thành chánh trí. Đó là cái điều cái rất là quan trọng. Vì trong cái pháp tứ thánh đế, bốn cái sự tập khổ tập diệt đạo thì chánh niệm này thuộc về cái chân lý thứ mấy? Chánh niệm trong khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế thì chánh niệm này nó thuộc về cái đế là nó thuộc về đạo đế. Thuộc về đạo đế tức là cái con đường để đi đến niết bàn, để đi đến giải thoát. Vậy cái người nào mà tu tập chánh niệm là cái người đấy
đang thực thực hành, tức là đang 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 đi trên cái con đường đến niết bàn giải thoát. Và cái chánh niệm thì rất là quan trọng, lúc nào nó cũng cần cần hết, đối với tu cái gì nó cũng cần phải có chánh niệm. Nhưng người ta ví là chánh niệm nó giống như là muối ở trong các bữa ăn. Có cái bữa ăn nào mà mình không có ăn muối không? Hàng ngày ăn ấy. Có khi nào mình nấu canh mà không có chan muối vào có ăn được không? Và cái người mà thực hành pháp ấy thì luôn luôn phải có chánh niệm, nhất là người hành thiền luôn luôn cần phải có chánh niệm. Nó giống như là một cái người làm bếp ấy, luôn luôn là cần phải chan muối vào trong các cái món canh, thì cái người hành thiền cũng vẫn không thể thiếu được chánh niệm. Xem lại cái sự chuyển pháp luân của Đức Thế Tôn nhé. Nếu mà Đức Phật mà không giống trong tranh mình sẽ không nhận ra.
tức là mình đã gặp một đối tượng đó trước rồi, nên là mình còn ghi nhớ cái hình ảnh của người đó, cho nên là mình nhận ra. Còn mình chưa gặp người đó thì mình sẽ không nhận ra. Tại sao mình gặp một cái người lần đầu tiên mình sẽ không biết người đó là ai? Bởi vì nó, cái người đó chưa có ở trong trí nhớ của mình, chưa hề có trong trí nhớ của mình. Mình sẽ không, mình có gặp mình không biết, nhưng gặp người đó lần thứ hai thì mình có biết không? Mình sẽ biết đây là ai, bởi vì đó chính là cái trí nhớ, ghi nhớ. Vậy thì cái niệm nó chính là cái đặc tính ghi nhớ này. Niệm nó có cái sự ghi nhớ, mà cái có mà cái tâm của con người thì nó có ghi nhớ được nhiều không? Nó ghi nhớ được rất nhiều này. Nó ghi nhớ khủng khiếp luôn. Bây giờ mình có thể, mình có biết được rằng là mình nhớ mặt được bao nhiêu người không? 100 người không? Hay 1.000 người không? Hay 10.000 người không? Ngoài ra mình còn ghi nhớ được rất nhiều thứ khác nữa. Thế nên cái tâm nó ghi nhớ, nó niệm như vậy. Thì chánh niệm trong cái sự ghi nhớ của mình, nó có cả ghi nhớ những điều tốt và có cả ghi nhớ những cả những điều không tốt. Vì vậy cho nên nó cũng cần phải có cái gì đó để nó phát triển cái niệm này. Cái gì cần phải phát triển, cái gì cần phải diệt trừ, tức là cái niệm nào cần nên phát triển, cái niệm nào nên diệt trừ nó. Chánh niệm có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của cái ghi nhớ này là nó làm gì? Chánh niệm nó có một cái nhiệm vụ, đó là nó canh giữ cái đối tượng. Tức là nó luôn luôn phải, nó muốn nhớ một cái đối tượng gì đó thì nó phải lưu, nó phải giữ cái đối tượng đó ở trong tâm càng lâu càng tốt, càng lâu càng tốt. Ví dụ bây giờ mình niệm hơi thở thì mình phải canh giữ cái hơi thở đó liên tục ở trong tâm mình, liên tục ở trong tâm mình, thì đấy là chánh niệm. Ví dụ bây giờ mình mà muốn học thuộc một cái bài nào đó thì mình cứ phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi nó thuần thục thì thôi. Đến khi mình muốn ổn lại nó thì mình hướng cái tâm, mình tưởng lại, mình dùng cái tâm mình tưởng nhớ lại một cái. Vậy là nó sẽ duy trì được cái đối tượng ấy, nó sẽ hiện ra. Nhưng cái tâm của mình mà sao lãng đi một cái thì sao? Ví dụ mình bây giờ mình cho mình học thuộc một bài, mình đứng lên đọc lại cái bài đấy, nhưng mà nếu như cái tâm của mình nó mà vững vàng, nó vững vàng, nó đọc từ đầu đến cuối nào, nhưng mà cái tâm nó chỉ cần sao nhãng đi một tí là mình sẽ đọc sai ngay, hoặc là mình sẽ quên mất và ngừng ngay tại đâu. Vậy thì cái niệm là nó có cái nhiệm vụ là nó phải canh giữ cái đối tượng đó. Còn nếu như mà nó nơ là một cái là nó sẽ bắt sang đối tượng khác, là cái niệm này nó sẽ bị tan mất, nó sẽ bị thất niệm này. Thế bây giờ cái người hành thiền cũng vậy, bảo mình là hãy niệm hơi thở, có nghĩa là mình phải canh giữ cái hơi thở này luôn ở trong tâm mình. Nếu như mà mình mà nơ là một cái là cái khác nó sẽ chạy vào mất. Nó có giống như là cái người bảo vệ mà luôn luôn phải canh gác, nơ là một tí là trộm nó vào, cướp nó vào này, đặt nó vào này. Cái tâm vậy, cái chánh niệm, nếu mà bây giờ mình canh giữ nó mà nơ là một tí ấy, thì cái tâm bất thiện nó sẽ vào, cái tâm bất thiện nó sẽ nọt vào trong tâm mình á. Thì cái nhiệm vụ của cái chánh niệm là luôn luôn phải canh giữ. Như người có kho báu mà canh giữ nó, mà cái mình chỉ nơ nào một cái là người khác nó vào lấy mất. Cái tâm của mình cũng vậy, muốn làm cho nó thanh tịnh thì mình phải canh giữ cái chánh niệm. Mình chỉ cần nơ nào một cái tà niệm nó vào, nó làm ô nhiễm tâm thôi. Đấy là cái nhiệm vụ của cái chánh niệm, là phải canh giữ những cái điều mà cần phải duy trì ở trong tâm, canh giữ cái tâm của mình luôn luôn tưởng nhớ đến đối tượng đáng tưởng nhớ, đối tượng cao thượng. Chánh niệm được thể hiện, thể hiện của chánh niệm. Người mà có chánh niệm thì trông có khác với người không có chánh niệm không? Bây giờ thấy cái người nào lúc nào ngồi đâu, nó đứng đâu cũng nói chuyện xào xào, chuyện hết, chuyện ở bên trong, chuyện bên ngoài, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, rồi là lúc nào cũng cười nói, thì người đã có chánh niệm không? Thì nó thể hiện ra cái người đấy là người gì? Là cái người có nhiều tạp niệm,
tức là trong tâm người ta có quá nhiều cái suy tư, cái toan tính, cho nên là người ta muốn bộc lộ, người ta muốn bày tỏ, người ta muốn dẫy bày. Đấy là cái người không có chánh niệm. Còn cái người có chánh niệm thì nó phải thể hiện chúng ta, nó là một cái luôn luôn phải không có quên cái đối tượng. Cái tâm nó chỉ có một cái đối tượng đấy thôi, nó không có bị quên những cái đối tượng cần phải duy trì, cần phải chánh niệm. Mình giữ một cái chánh niệm gì trong tâm, mình phải luôn 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 canh chừng nó, không được để cho nó bị quên, không được để cho nó bị thất niệm. Nên một cái người mà luôn luôn giữ được cái tâm mình trên hơi thở thì cái người này có hay nói chuyện được, có thể buôn dân đây là có thể gọi điện thoại được, có thể vào internet được, có thể xem phim được, có thể nào mà quan sát được những cái chuyện này chuyện kia nữa không? Là cái tâm không quên đối tượng, nó luôn luôn giữ được đối tượng thì nó không có những cái đối tượng khác nó tạp, nó xem tạp vào trải nghiệm, nhận gần của trải nghiệm. Biết là cái nhân mà nó tạo ra trải nghiệm là gì không? Nhân là mà mình có thể niệm được, tưởng là nhân của niệm, tức là bây giờ mình muốn nhớ đến một cái gì đó thì mình phải tưởng ra, cái tâm nó phải tưởng ra cái người đấy. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây nhưng mà mình nhớ đến một cái người bạn thân thì cái hình ảnh của người bạn thân có hiện ra trong tâm không? Thì có phải là đó, có phải là tưởng không? Tưởng là nhân của niệm, tưởng. Bây giờ mình ngồi đây mình mà niệm không biết kiếm tiền làm sao được nhiều tiền thì lúc đấy cái gì nó hiện ra trong tâm? Tiền nó sẽ hiện ra trong tâm, bác Hồ sẽ hiện ra trong tâm à. Ngồi đây rồi mình nghĩ là làm sao mua được cái xe xây cái nhà thì lúc đấy cái gì nó hiện ra trong tâm? Xe và nhà nó sẽ hiện ra trong tâm. Thì đấy nó là cái tưởng này, cái tưởng của mình nó hiện ra. Có những cái mà mình đang chuẩn bị làm nó chưa có hình thành nhưng mà trong tâm mình nó có chưa? Nó đã có rồi, nó xây dựng sẵn rồi, xây dựng sẵn cái hình ảnh đấy rồi. Sau này là mình phải như thế này, mình phải làm cái việc này nó như thế này, mình phải như thế kia. Như bây giờ còn trẻ tưởng ra rằng lớn lên thì ta sẽ phải làm như thế này, ta phải làm ông này, ta phải làm bà kia, ta phải giống như người này người kia. Đấy là tưởng. Tưởng rồi ta phải có cái này, ta phải có cái kia, ta phải tìm kiếm cái này, ta phải tìm kiếm cái kia. Đấy là tưởng. Tưởng rồi bắt đầu nó mới sinh ra niệm. Nhân gần của niệm là tưởng. Đầu tiên mình tưởng ra như thế thì bắt đầu là cái tâm nó mới níu, nó mới duy trì, nó mới giữ cái hình ảnh đấy. Thì lúc đấy là niệm. Tưởng nhớ cái gì thì được gọi là chánh niệm. Có phải là cái mình tưởng cái gì nó cũng là chánh niệm không? Bây giờ tưởng nhớ đến bác Hồ, tưởng nhớ đến tiền, tưởng nhớ đến vàng, tưởng nhớ đến nhà cửa, tưởng nhớ đến tương lai, tưởng nhớ đến sự nghiệp, tưởng nhớ đến những cái cảnh sắc tốt đẹp, tưởng nhớ đến những cái danh vọng lợi dưỡng. Tưởng nhớ đến cái đấy thì có phải là chánh niệm không? Tưởng nhớ đến cái đấy thì nó là tà niệm. Vậy tưởng nhớ đến cái gì thì là chánh niệm? Tưởng nhớ đến hơi thở có phải chánh niệm không? Có phải chánh niệm. Tưởng nhớ đến xác chết thì có chánh niệm không? Cũng là chánh niệm ha. Tưởng nhớ đến cái sự chết ở trên mình có phải chánh niệm không? Tưởng nhớ đến Phật có chánh niệm không? Có những cái mà mình có thể chánh niệm. Đây là những cái mà có thể chánh niệm đến. Tưởng nhớ đến những đối tượng chân chánh khiến cho tâm trở nên vô tham, vô sân, vô si thì đó là chánh niệm. Tức là mình tưởng nhớ đến cái gì mà cái tâm của mình nó trở nên trong sạch, nó trở nên thanh tịnh, nó trở nên vô tham, vô sân, vô si. Giờ mình tưởng nhớ đến hơi thở mình có tham với hơi thở không? Khởi nên được tâm tham không? Tâm sân không? Tâm si được không? Khởi nên được. Tưởng nhớ đến những cái đề mục thiền thì là tâm nó trở nên cao thượng như vậy. Nhưng khi mà mình tưởng nhớ đến nhà cửa vàng bạc, danh vọng lợi dưỡng thì cái gì nó khởi lên? Tham sân si nó sẽ khởi lên. Thì hàng ngày mình cái tâm mình hay tưởng đến cái gì?
nhắm mắt kiểm tra lại cái tưởng trong tâm, nó đang tưởng cái gì, tưởng nhớ những đối tượng gì, tưởng khi nhớ những đối tượng gì thì tâm trở nên vô tham vô sân vô si. Tưởng nhớ đến các đề mục thiền định và thiền quán, các cái đề mục này, ví dụ như là một người tưởng nhớ đến Phật, niệm Phật, niệm ăn Đức Phật, thì tâm nó hoan hỉ với Phật, là cái tâm rất là thanh tịnh và cao thượng. Tưởng nhớ đến Pháp, tưởng nhớ đến Tăng, tưởng nhớ đến giới, tưởng nhớ đến niệm thí, niệm thiền, những cái pháp tùy niệm này thì là tâm của mình rất thanh tịnh. Nên là muốn cho tâm được thanh tịnh thì phải tưởng nhớ những cái pháp như thế này, Phật, Pháp, Tăng, giới, thiền, là những cái mình muốn phải tưởng nhớ. Tưởng nhớ niệm về sự chết, niệm sự chết, niệm về niết bàn, niệm hơi thở vào ra, niệm xác chết, niệm tứ đại, niệm nhân duyên, niệm sinh diệt, niệm vô thường, khổ vô ngã. Đấy là khi mà cái tâm của mình nó tưởng niệm đến những cái điều này thì tâm nó thanh tịnh, nó vô tham vô sân vô si. Tưởng nhớ đến những cái pháp này, này đây là những cái pháp cao quý cao thượng, những cái đề mục mà có thể phát triển được chánh niệm. Những cái pháp này nó có thể phát triển được chánh niệm, phát triển được chánh trí và nó phát triển được chánh giải thoát. Và cái chánh niệm trong bát chánh đạo chính là niệm những cái này, niệm các cái pháp này, bốn cái đề mục thiền định và các đề mục thiền quán đều là đối tượng của chánh niệm ấy. Tâm mà cứ tưởng niệm những cái này thì người đó sẽ có chánh định, chánh tuệ, chánh giải thoát. Chánh niệm thì có lợi ích gì? Mình giữ chánh niệm như vậy thì mình thấy tâm nó có mệt mỏi không? Khi mà cái tâm mình thì nó thích niệm cái gì? Tâm nó hay thích niệm cái gì? Nó có hay niệm đến các cái đấy không? Hay là nó niệm cái khác? Nó hay tưởng đến những cái đấy hay nó tưởng đến cái khác? Chánh niệm này, vậy thì bây giờ người mà bắt có niệm cái đấy thì niệm cái đấy thì được cái gì? Niệm tất nhiên là phải được cái gì đó. Vì từ là bắt niệm hơi thở, nhưng mà niệm hơi thở còn những cái người nào mà người ta không có hiểu về pháp ấy, người ta sẽ nghĩ là không biết mình ngồi niệm hơi thở thế này thì được cái gì nhỉ? Người ta sẽ hoài nghi, thắc mắc như vậy. Và cái hoài nghi đấy nó sẽ làm chứng ngại cho bị cái chánh niệm nó bị yếu đi. Vì cái người là phải thông suốt chánh niệm thì phải được cái lợi ích gì để mình mới giúp công, mới nhiệt tâm, mới tinh tấn, mới duy trì cái chánh niệm này 4/24. Thì từ chánh niệm sẽ có chánh định, tức là những cái pháp mình chánh niệm trên những cái đề mục đấy nó sẽ phát triển được cái tâm thanh tịnh. Tức là cái chánh định nó làm cho tâm thanh tịnh, làm cho tâm được định tĩnh, làm cho tâm không bị tán loạn, không bị tán loạn. Còn bây giờ mình tưởng nhớ mông lung những cái chuyện kia thì cái tâm nó rất là mệt. Tưởng nhớ đến những cái chuyện vui thì nó cũng mệt. Vì mỗi khi một cái chuyện vui nó đi qua rồi mình nhớ lại nó, cái niềm vui nó có khơi lại không? Nó cũng khơi lại. Mà cái lúc vui ấy thì làm sao? Lúc vui ấy thì cái tâm của nó rất là động, cái tâm nó bị dao động. Cái tâm này nó trở nên bị phấn khích, trở nên thái quá. Mà bây giờ cái tâm nó cứ tưởng nhớ lại những cái chuyện buồn, nó niệm niệm những cái chuyện buồn thì cái tâm nó cũng nên sầu bi ưu não, cái tâm đấy nó cũng mệt mỏi, nên là nó chỉ niệm những cái đấy nó tán loạn. Còn niệm những cái đối tượng như niệm Phật, Pháp, Tăng, niệm giới, thí, thiền, niệm sự chết, niệm hơi thở vào ra, những cái pháp tu tập ấy, thì niệm những cái đấy nó làm cho cái tâm nó lại trở nên an tịnh, nó trở nên định tĩnh, nó trở nên sâu lắng, nó trở nên trong sáng. Chỉ có tưởng niệm những cái đấy thì nó mới, cái tâm nó mới trong sáng. Có ai mà tưởng niệm mà đến những cái tiền tài danh vọng, những cái vật chất ở thế gian mà cái tâm nó có thể trong sáng lên được, nó có an tịnh được? Hay mà mình càng tưởng nhớ đến đấy thì cái tâm bất thiện nó càng mạnh lên. Còn nếu mà tưởng nhớ đến những cái pháp này thì cái tâm nó lại càng trở nên cao thượng, nó càng trở nên thánh thiện hơn. Có hai mặt rõ ràng như vậy. Cái chánh niệm nó sẽ đi đến chánh định, còn tà niệm thì nó sẽ đi đến cái tán loạn.
chánh định thì sẽ có chánh trí, từ chánh trí sẽ đi đến chánh giải thoát, đấy là cái lợi ích của chánh niệm. Như vậy tâm thứ nhất là cái tâm được định tĩnh trong sáng, rồi làm cho cái trí tuệ phát sinh, rồi nó sẽ làm cho mình được giải thoát, nó khỏi cái vòng khổ đau sinh tử. Cho nên chánh niệm nữa là cần thiết. Hiểu được chánh niệm rồi thì bây giờ lại hiểu thế nào là tà niệm nữa. Biết định, biết ta thì mới có thể chiến thắng được. Thì bây giờ mình chỉ biết trải nghiệm, mình không biết thế nào là tà niệm, mình không biết được đâu là cái kẻ thù, đâu là đối tượng cần phải tiêu diệt. Tà niệm là ghi nhớ những điều sai trái, tưởng nhớ những điều sai trái, ghi nhớ cái gì sai trái, ghi nhớ những đối tượng nào sinh khởi những tâm tham dục sân hận và tà kiến, thì đó là tà niệm. Những cái đối tượng khác mình ghi nhớ nó khởi lên mấy cái tâm dục sân hận và tà kiến. Những ghi nhớ đối tượng gì thì tâm khởi lên thân dục. Ghi nhớ những đối tượng sắc thanh hư bị xúc cả ái cả hỷ cả lạc hấp dẫn thì sẽ sinh khởi lên tâm tham, ngại tâm tham ái tham dục. Cái lúc mình nhìn thấy một cái cảnh sắc ôi đẹp quá, thế là mình cứ tưởng nhớ hoài. Thế thì đấy là đối tượng khả ái, hay là mình nghe thấy một cái âm thanh khả ái. Cái người nào mà khen mình một câu mình nhớ mãi, nhưng mà 5-10 năm sau vẫn không quên. Đấy là một cái âm thanh khả ái. Hương, một cái mùi thơm khả ái, một cái món ăn ngon vị khả ái, một cái sự xúc chạm cả ái, cả nhị cả nạp hấp dẫn. Thế mà mình cứ tưởng nhớ những cái đấy thì là nó sẽ sinh, nó là tà niệm, sinh lên tâm tham dục, tham ái, tính mắc. Cho nên ở thế gian người ta cứ đua đòi nhau, người ta nhìn thấy người kia mà người này mặc cái áo này đẹp quá mà mình phải cố gắng mua cái áo giống người này, có phải không? Đến nhà người này ủa cái nhà đẹp quá mà mình phải xây nhà giống thế này, cái người này đi cái xe cũng đẹp quá mà mình phải mua cái xe như thế này. Thì đấy là ghi nhớ những cái đối tượng đã hấp dẫn. Đấy là cái đối tượng đấy nó thuộc về cái gì, đối tượng của cảnh gì, cảnh sắc. Theo đối tượng sắc thanh hương vị xúc đấy gọi là vui được. Ghi nhớ đối tượng thì sinh tâm sân hận. Những cái đồ có những cái đối tượng mà nó sinh ra tâm tham ái đó. Em bây giờ thì ghi nhớ đối tượng thì sinh ra sân hận. Ghi nhớ những đối tượng chướng ngại, những cái đối tượng mà nó đã làm trái ý nghịch lòng mình, những cái gì mà nó không có mình mà mình không ưa không thích, tức là mình ghi nhớ một cái đối tượng mà mình không ưa không thích, nó là một trong những cái đối tượng mà nó đối lập lại với cái sự ưa thích của mình, thì đó gọi là cái đối tượng chướng ngại đối với cái tâm của mình. Ví dụ cái đối tượng nó làm hại ta, nó đang làm hại ta, nó sẽ làm hại ta, thì đó là cái đối tượng mình không ưa không thích. Nhưng bây giờ có ai đó mà đã từng làm cho mình khổ, mà bây giờ mình nhớ lại cái người đó thì mình sẽ làm ra cái tâm gì nó khởi lên, tâm sân nó khởi lên. Mỗi một lần mình nhớ lại cái người mà đã làm khổ mình thì tâm sân nó khởi lên. Nhưng mà có những cái đối tượng người ta không làm hại mình, không làm hại mình, như là cái đối tượng như là giặc nguyên mông thì nó không làm hại mình không? Cách đây mấy nghìn năm rồi, nhưng mỗi khi mình nhớ lại thì nó làm sao? Mình vẫn muốn đi đánh giặc. Thì cái người đấy nó làm hại ai?
nó làm hại ông tổ ông cố như mình ngày xưa thôi, nó làm hại, nó làm hại những người thân của mình. Đôi khi có những người ta không làm hại mình nhưng người ta làm hại người thân của mình, làm hại đồng bào của mình đấy. Có cái mình tưởng nhớ lại nó cũng sinh ra tâm sân, nó đã làm hại hoặc nó đang làm hại ta hoặc nó sẽ làm hại ta. Có những người chưa làm hại mình nhưng mà mình nhìn thấy mình bảo mình trông cái người này có vẻ dữ tợn không nhữ lắm, mình nhìn thấy mình suy luận như vậy cái là mình sẽ làm ta sẽ ghét người đó. Mà ghét là tâm gì? Ghét có phải tâm ái không? Ghét thì nó phải là tâm sân à? Thì những cái đối tượng này do cái sự suy luận của mình ra, do sự tác ý của mình mà ra. Mình nhớ đến những cái đối tượng này thì nó sinh ra tâm sân, nó đã làm hại ta, nó đang làm hại ta, sẽ làm hại ta. Hoặc là nó đã làm hại những cái người mà ta yêu quý, đã làm hại những người thân của ta, nó đang làm hại những người thân của ta, hoặc nó sẽ làm hại những người thân của ta. Chính vì vậy cho nên cái tâm sân hận nó sẽ khởi lên. Nếu mà mình cứ tưởng nhớ đến những cái đối tượng này, mình tưởng nhớ, mình niệm những cái đối tượng này thì lúc đấy là tâm sân nó sẽ sinh khởi. Đối với tâm tham với tâm sân thì cái tâm nào nó mạnh hơn? Những cái đối tượng trước cái đối tượng này thì cái đối tượng nào ở trong tâm mình nó niệm mạnh hơn? Sân mạnh hơn hay là tham mạnh hơn? Nó tùy từng người ha. Có những cái người ấy, thì cái tâm tham rất là mạnh, cái người ấy thuộc vào tịch tánh tham. Còn cái người thì cái tâm sân rất là mạnh, cái người ấy thuộc vào tánh sân. Mà hai cái tánh này nó có biểu hiện ra một cái sự khác nhau hoàn toàn không? Cái tính cách nó khác nhau không? Sẽ khác nhau hoàn toàn. Cái người có tánh tham khác, cái người có tánh sân khác. Nhưng mà bây giờ mà nói chuyện với người có tánh tham thì sao? Nghe như là rót mật vào trong tai. Nhưng mà nói chuyện với người có tánh sân thì làm sao? Nói chuyện với người có tánh sân thì nó giống như là nó lửa thiêu đốt, giống như là sấm nổ. Người sân thì lúc nào cũng khùng. Khi nhớ những đối tượng gì thì sinh ra tâm tà kiến. Tâm của mình nó tưởng niệm những đối tượng gì thì nó sinh ra tà kiến. Tà kiến là cái gì? Tà kiến có nghĩa là mình hiểu sai sự thật ấy. Mê tín, mê lầm, hiểu sai sự thật là tà kiến. Ghi nhớ những đối tượng không có thật thì hay sinh ra tâm tà kiến. Những nhân vật được tưởng tượng trong truyền thuyết. Bây giờ mình hay tưởng nhớ đến Tôn Ngộ Không. Thì Tôn Ngộ Không có không? Mà bây giờ mình đặt hình tượng Tôn Ngộ Không ấy, mình thờ thì cái đấy nó là thờ đúng hay thờ sai, chánh kiến hay tà kiến. Có rất nhiều người người ta thờ những nhân vật không có thật này. Người ta có những cái nhà văn, nhà thơ, người ta viết hay người ta cái tâm của người ta tưởng tượng ra những cái nhân vật truyền thuyết này. Đội nào ghi nhận những câu chuyện ấy nó hấp dẫn, nó hay quá, nó chuyển đi đến những cái nơi khác. Thế người ta này tưởng là cái vị thần này có thật, vị này vị kia có thật. Cho nên là người ta tôn vị đấy là thần, là thánh, người ta tôn thờ. Thì đấy người ta tôn thờ những cái nhân vật không có thật, thì đấy nó là tà kiến. Nên thì không có thật, nó là tà kiến. Nhưng bây giờ người ta, như một số kinh người ta phong cho Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật. Phật mà tôn thờ thành Phật, đối tượng không có thật. Nhất là những người nào mà xem phim nhiều thì người đó sẽ có nhiều cái tà niệm này nhiều. Còn những cái chuyện trong phim do người ta dựng lên ấy, giống như là xem ảo thuật, xem xiếc, xem kịch, người ta đóng kịch mà có thật không? Không có thật, nhưng mà mình xem thì mình cứ tưởng như là thật. Xem thấy cái cảnh mà nó ấy quá, nó thê thảm quá mình cũng khóc. Xem thấy cái cảnh nào mà thấy nó hoan hỉ quá mình cũng cười. Xem cái cảnh nào mà nó đóng đôi khi mình cũng khởi lên tâm sân, đôi khi khởi lên tâm tham. Đủ các cảnh ở trong đấy nó làm cho tâm của mình bị dao động theo mọi cảnh.
ghi nhớ sai sự thật, nghĩ sự thật thì mọi thứ tinh thần vật chất đều do nhân duyên sinh ra. Còn cái người mà ghi nhớ sai sự thật ấy, mọi thứ tinh thần và vật chất do ngẫu nhiên và có hoặc do một vị thần linh tạo ra, đấy cũng là một cái hiểu biết sai sự thật. Thì cái này nó cũng là chánh niệm và tà niệm, biết xanh là trắng, biết phải là tà, biết đỏ là tà. Nếu có một người thì biết nhớ là mọi thứ luôn sinh diệt thì cái đấy là chánh niệm, ghi nhận như vậy là chánh niệm. Còn có người ghi nhận mọi thứ luôn luôn tồn tại, cái đấy là tà niệm. Có người thì ghi nhận còn sinh ra thì còn khổ đau, đấy là chánh niệm. Có người thì ghi nhận còn sinh ra thì còn hạnh phúc. Cho nên là mình hay tổ chức sinh nhật này, happy birthday chú ý. Tại vì mình thấy là sinh ra trên đời là hạnh phúc mà. Cho nên mình thích sinh ra càng nhiều càng tốt. Còn có người thì nghĩ là sinh ra là khổ đau, thì đứa trẻ nó sinh ra nó cũng khóc, đau khổ quá em. Còn đứa nào nó sinh ra nó cười cả cả, giống như Đức Phật đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Trên trời dưới đất ta là bậc tôn kính nhất, đây là kiếp cuối cùng, sau đời này không bao giờ ta còn phải sinh ra nữa. Ngày vui sướng thì không còn phải sinh ra nữa mà, chứ có phải là ngày vui sướng vì được sinh ra. Vui sướng vì đây, đến đây là một cái bước cuối cùng, đi đến cái đoạn đường này là đi đến kiếp cuối cùng, sau cái đời này không bao giờ còn phải sinh ra đời thế này nữa, sinh ra đời thế này khổ lắm. Còn mình thì cứ đến ngày sinh nhật mình tổ chức linh đình lên mà, mọi người đến chúc tụng mừng, thích thú được sinh ra đời, có vẻ nó sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mọi thứ đều là giả tạo, còn mọi thứ thì với mình đều là thật. Với cái người mà có tà niệm thì mọi thứ là thật, với người có chánh niệm mọi thứ là giả, chấp trước mọi thứ là bất tịnh. Còn đối với người có tà niệm thì mọi thứ là thanh tịnh. Thế nên là những cái nó đúng với sự thật hoặc là ghi nhớ sai với sự thật thì nó cũng là chánh niệm và tà niệm. Chánh niệm có là mình nhớ mọi thứ đúng với sự thật, nó cũng là chánh niệm. Cái đấy thì cái này thì nó thuộc về tuệ. Cái niệm này thì nó thuộc về tuệ. Còn cái niệm trên một cái đối tượng để nhìn vô tham, vô sân, vô si thì cái niệm này nó thuộc về định. Một người tín đồ thường tưởng niệm đến vị giáo chủ mà mình tôn thờ thì chánh niệm hay tà niệm? Các cái mỗi người nó theo một tôn giáo, và ai người ta cũng tôn sùng cung kính cái bậc giáo chủ, thì khi mà tưởng nhớ đến bậc giáo chủ thì chánh hay tà? Đây có ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Nếu vị giáo chủ đó có thật thì chánh niệm, còn nếu vị giáo chủ đó mà không có thật thì tà niệm. Ví dụ Phật A Di Đà mà có thật thì nó là gì? Cái này chánh niệm. Nhưng mà nếu vị đó mà không có thật thì sao? Mình niệm như gì nó phải, cái đối tượng nó phải có thật thì nó mới thành chánh. Niệm là đối tượng nó không có thật thì nó mới chánh. Một người tín đồ thường tưởng niệm đến một cõi thiên giới mà mình mong muốn được sinh về đó thì chánh niệm hay tà niệm? Thì có người là muốn sinh về cực lạc không? Cực lạc có thật không? Nếu mà cái cõi nó có thật thì là chánh niệm rồi. Về cái giờ cứ niệm thì ăn may 50-50 và niệm mình cứ 50, nếu có thật thì tôi sẽ được sinh về đó. Còn nếu không có thật thì sao? Nếu không có thật thì sao? Nếu có thiên tư có thật thì chánh, nếu có thiên tư đó không có thật thì có còn con không? Mong sinh vì đấy mà đến lúc mình chết đi, mình cứ đi tìm cái cõi đấy hoài không thấy đâu. Tìm hoài không thấy. Nó giống như là bây giờ có một cái người bắt một cái con quạ ra giữa biển, là tung lên trời cho nó bay bốn phương trời, nó đi nó tìm bờ, tìm mãi không thấy thì nó đi đâu? Mà em thấy thì nó lại quay trở về cái thuyền. Nhưng nữa những cái người đi biển ngày xưa không có hải đăng, người ta phải đem theo con chim đi. Em là đến lúc nào người ta muốn xem phương hướng ấy, người ta thả con chim bay lên, nếu con chim nó thấy đất liền thì nó bay thẳng về cái hướng, thì người ta biết rằng đấy, mình lái tàu đúng cái hướng này sẽ vào bờ. Còn nếu con chim nó bay vòng quanh nó không thấy một cái bến bờ nào hết thì nó lại bay
về cái thuyền này nó đậu đấy, thì biết là mình đang ở giữa biển mênh mông. Mình tu một cái pháp nào đó có giống một chim này đi tìm không có một cái gì đó không có thật mà mình dồn công sức vào. Tại sao tưởng nhớ cái gì không có thật thì lại là tà niệm? Tại sao cái mà không có thật thì mình gọi là tà niệm được? Bởi vì thì nó sinh ra một cái niềm tin sai, giống như một cái người nói với mình là ở ngoài biển có núi vàng đấy, người nào tin theo đi tìm vàng và uổng công. Có nhiều kinh sách cũng nói sai như vậy, ai tin theo cũng uổng công. Bây giờ có người ta nói dối, người ta đi biển về cho vui, ở cái biển nhiều vàng lắm, ta đến mần đấy. Thế là mấy người có lòng tham mà nhanh chóng đóng thuyền đi ra biển tìm vàng. Một năm, hai năm trải qua bao nhiêu là sương gió bao vùng mà cuối cùng chẳng tìm thấy cái gì cả. Lúc đấy có phải uổng công không? Làm sao mình biết được kinh sách nào đúng và kinh sách nào sai? Kinh sách nào sai thì căn cứ vào sách nào dạy tương ứng với bốn sự thật thì đúng, sách nào dạy trái với bốn sự thật thì là sai. Một cái người nào mà nắm chắc, nắm vững được cái pháp, được một cái pháp gọi là tứ thánh đế, thì cái người đấy sẽ luôn luôn có được cái chánh kiến. Và luôn luôn sau này mình gặp một cái pháp nào đấy nó đi ngược lại với tứ thánh đế thì là mình biết ngay pháp này là không đúng. Còn mình cứ gặp một cái pháp nào nó tương ứng với tứ thánh đế mình biết pháp này là pháp đúng. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có nằm ở trong cái phạm vi của tứ thánh đế, có thể diễn giải rộng mở ở cái khía cạnh này hoặc rộng mở ở khía cạnh khác, nhưng nó cũng không có nằm ngoài bốn cái sự thật này. Nếu mà tất cả mọi thứ nó hướng đến đúng bốn cái sự thật này thì là đúng, còn cái gì mà nó đi lệch với bốn sự thật này là sai. Cái gì nó tương ứng với bốn sự thật và cái gì nó không tương ứng với bốn sự thật. Có một cái sách dạy là tôn thờ vị giáo chủ thiên giới, để khi chết được sinh về đó, sống với vị giáo chủ đó mãi mãi, thì có tương ứng với bốn sự thật không? Bây giờ mình thử so sánh nhé. Cái gì ở trong này nó không tương ứng với bốn sự thật? Có cái cõi vĩnh hằng nào không? Có cái cõi nào vĩnh hằng không? Vậy thì bốn sự thật nói như cái gì mà mình khổ đế là còn sinh ra, còn phải chết đi, không có cái cõi nào mãi mãi được. Trong cái khổ đế đấy, khổ đế là sinh già bệnh chết đấy, có sinh ra thì phải có già, có bệnh, có chết. Đấy là cái chân lý, đấy là cái sự thật, đấy là cái điều không thể tránh khỏi. Thế mà nói là sinh về một cái cõi nào đó sống đời đời thì có mà. Thì cũng không có cái cõi nào sống đời đời vậy, chỉ có cõi sống lâu và cái cõi cái tuổi thọ ngắn, và có cái cõi tuổi thọ dài. Em có những cái cõi người ta sống hàng triệu năm, trăm triệu năm thì có, nhưng nó không lo, vẫn không vĩnh hằng. Hết cái triệu năm đấy, hết cái trăm triệu năm đấy, hết cái nghìn triệu năm đấy thì nó vẫn chết, chứ nó không có cái cõi nào mãi mãi cả. Tưởng nhớ đến những người thân như cha mẹ con cái thì trải nghiệm hay tà niệm? Vấn đề này là trải nghiệm hay tà niệm đây. Mình có hay nhớ đi xa, có nhớ bố nhớ mẹ không? Nhớ người thân không? Nhớ con cái, nhớ cháu chắt không? Đi một chút là đã nhớ rồi, muốn về ngay. Thì cái nhớ đấy thì cái đấy cũng là nhớ, cái tưởng nhớ đấy. Thì cái nhớ đấy là nhớ chánh niệm hay tà niệm? Tưởng nhớ mà đi kèm với tâm từ bi hỷ xả thì nó là chánh. Còn nếu mà tưởng nhớ mà đi kèm với tham ái thất thủ thì nó là tà niệm. Tưởng nhớ mà nhớ với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có biết thế nào là nhớ bố mẹ với tâm từ bi hỷ xả không? Còn tưởng nhớ thế nào là với tham ái không? Nhớ anô má không? Nhớ má quá, ba nhớ bạn quá, nhớ mày tâm từ không? Từ là cầu mong cho
những người thân, thoát khỏi những hiểm nguy, thoát khỏi những nỗi khổ về thân, thoát khỏi những nỗi khổ về tâm, được an vui hạnh phúc, nó là tâm từ. Tưởng nhớ với tâm bi là mong cho cái người đấy thoát khổ đau. Tưởng nhớ với tâm hỷ là mong cho người đó luôn được sự thành tựu an vui. Tưởng nhớ với tâm xả thì là cái người đó như thế nào, vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc là do nghiệp của người đó. Thì cái tâm nào cao thượng nhất trong bốn cái tâm này? Tâm nào cao thượng nhất? Tâm xả là dừng dưng này. Khi mà hỏi, gọi điện hỏi thăm người thân ta ố lắm mà đấy. Thì lúc đấy mà với cái tâm từ thì làm sao? Thế thì mong cho ba sớm chữa cho chóng khỏi bệnh nhé. Ta bình thường ấy không có gì, mong cho cha luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh như vậy, đấy là tâm từ nhé. Ta đang ốm lắm, mong cho cha chóng khỏi bệnh nhé, đấy là tâm bi nhé. Mà ta đang vui lắm, mong cho cha lúc nào vui như vậy nhé, đấy là tâm hỷ. Còn tâm xả làm sao? Tâm xả thế nào? Mong là làm sao là tâm xả? Lúc đấy ba à, ta đang ốm lắm, khó chịu lắm rồi. Đấy là quả của cái nghiệp bất thiện cha đã làm đó. Thì đấy là tâm xả. Còn lúc ta đang vui lắm, sống đấy yên ổn bình yên lắm, đấy là quả của cái nghiệp thiện mà đã làm trước kia đó. Đấy là tâm xả. Vậy thì tâm nào cao thượng nhất? Tâm xả đấy là cao thượng nhất vì nó đi kèm với trí tuệ, hiểu đúng sự thật. Nên mà hỏi thăm ai thì mình, nhưng mà phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đi trước, rồi đó tâm xả nó phải đi sau ha. Tâm xả nó phải đi sau một trong ba cái tâm này. Chứ nếu mà nó chỉ có mỗi tâm xả không, nó có thành tựu được tâm xả không? Nó không thành tựu được tâm xả đâu. Nhớ đến ai một cái khởi tâm xả một cái, nó thành cái tâm lạnh lùng vừng vưng ngay, mình sẽ đi sai. Đầu tiên là nếu mình phải khởi tâm từ đi trước, nhưng mà cầu mong cho người này được an vui thoát khổ đau. Nhưng sau đó mới khởi đến tâm xả, người này muốn an vui thoát khổ đau thì cái người này tạo cái nghiệp gì thì người này này sẽ gặp cái quả đấy. Cái tâm từ hoặc tâm bi hoặc tâm hỷ nó phải đi trước, sau đó tâm xả nó phải đi sau. Chứ mình không được phép là khởi tâm xả ngay lập tức, mình sẽ rơi vào cái tâm lạnh lùng, tâm tự tưng vô cảm đi kèm với tham ái là làm sao? Kèm với tham ái chấp thủ, những người thân đi kèm với tham ái. Thế nào là với người thân đi kèm với tâm từ này, mong cho người này thoát hiểm nguy, thoát khổ thân, thoát khổ tâm, được an vui hạnh phúc thì đó là đi tầm về tâm từ. Thế nào là nỗi nhớ đi kèm với tâm bi này, thì nhớ đi kèm với tâm bi là mong cho họ sớm giải thoát khổ đau sinh tử. Thế nên là nhớ đi kèm với tâm bi nữa. Cho nên người ta gọi là Đức Phật là một bậc là cái đấng đại bi, đại từ, đại bi cứu khổ cứu nạn, cứu khổ khổ độ chúng sinh. Thì Đức Phật còn chỉ cứu cái khổ sinh tử này. Thế nào là người nhớ đi kèm với tâm hỷ? Nhớ đi kèm với tâm hỷ này, mong cho họ không phải xa lìa những thành công tốt đẹp. Nếu mà thành thấy cái người đó đang an vui hạnh phúc này, thì mong cho họ luôn luôn an vui hạnh phúc như vậy. Nhớ đi kèm với tâm xả này, nhớ đi kèm với tâm xả. Họ là người thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, họ là người thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Mình nhớ đến cái người thân mình, ví dụ mình hỏi thăm một cái người thân mình, mình thấy cái người thân đó đang khổ đau, thì mình khởi đến cái tâm gì trước? Khởi đến cái tâm thương xót, mong cho bạn sớm thoát khỏi cái khổ đau này. Nhưng mà mình cứ duy trì cái tâm thương đấy thì nó không sao, thì trong lòng mình lúc nào nó cũng bị sầu bi. Thì lúc này mình muốn giảm bớt cái sầu bi đi thì mình lại phải tác ý lại, cái người này khổ đau là do nghiệp bất thiện của họ đã làm. Thì đấy là nó khởi đến cái tâm xả, một cái là cái tâm nó sẽ tự tại trở lại, giảm bớt cái sầu bi đi. Thế nào mà nỗi nhớ đi kèm với tham ái? Nhớ đi kèm với tham ái này, mong cho người thân của tôi ở bên tôi mãi mãi hơn bảy sáng điểm. Mong cho tôi ở bên người thân mãi mãi hơn bảy sáng điểm. Không phải mình tham ái với ai là mình cứ sống với, mình cứ muốn sống với người đó.
mình cứ muốn sống với người đó càng lâu càng tốt, phải không? Thậm chí có một cái người dư mà mình tham ái một cái mình cũng về sống với người ta, phải không? Nhân tại sao đi về sống với người dư? Cha mẹ mình sinh ra mình bỏ quách đấy, đi theo một cái người lạ mắt ở đâu sống với người ta suốt cả đời, đúng không? Đấy là cái gì đấy? Mà xa người ta một tí thì làm sao nhớ? Tại sao mà lại thế? Đấy là cái nỗi nhớ, hay là nỗi nhớ của cái tâm gì? Nỗi nhớ của tâm từ không? Thế nào là nỗi nhớ đi kèm với chấp thủ? Nỗi nhớ đi kèm với chấp thủ. Tôi chỉ vui khi người thân vui, tôi sẽ buồn khi người thân buồn, người thân sẽ vui khi tôi vui, người thân sẽ buồn khi tôi buồn. Đấy là cái nỗi nhớ đi kèm với chấp thủ. Mình lúc nào cũng phải làm tất cả mọi thứ gì khiến cho cái người mình yêu quý sẽ được an vui. Khi nào mà cái người mình yêu quý mà buồn thì mình có vui được không? Mình không có vui được. Mình cái người mà mình yêu quý vui thì mình vui, người yêu quý mà buồn thì mình sẽ buồn. Tại sao lại thế? Tại sao lại lấy cái niềm vui của người ta làm cái niềm vui của mình? Tại sao lại lấy cái nỗi sầu bi của người ta làm cái nỗi sầu bi của mình?